khi mà mình sử dụng một cái loại máy móc thiết bị tốt thì nó ra những cái trải nghiệm tuyệt vời. Khi mà bạn chuyên viên bạn ấy đi triệt cho mình thì cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, chỉ gọi là hơi châm chích nhẹ một chút thôi.